Rồi, chào cả nhà nha. Hiện tại mình đang ở Vĩnh Mây, một trong những điểm lưu trú trên Đà Lạt. Thì mình bố thức lái và mình cũng phải cần có kinh nghiệm, trải nghiệm, có kiến thức. Nhưng mà thì mỗi nơi có một cái vẻ dáng khác nhau, có nhiều địa điểm khác nhau, chỗ ngủ cũng khác nhau. Không gian thẻ từ, mời cả nhà đi theo mình nha. Nói chung là hôm nay là mình đi là bạn ấy đã, mình giao phó cho bạn ấy sẽ bốc những cái địa điểm ở, chứ không phải là theo cái mình bốc. Thì tùy theo mỗi người, mỗi bạn có những cái địa điểm bốc. Thì bên đây mình sẵn vừa bộ thức tách lái và vừa review cho các bạn luôn những cái địa điểm được gì hoặc là có những cái gì. Bạn theo chân mình nha. Đây là thẻ từ đàng hoàng nha. Hiện tại của mình là đang 305. Thang máy hẳn hoi nha. Thang máy đẹp nha. Thang máy đẹp. Trước mắt là thang máy đi. Đó, các bạn thấy thang máy không? Rồi. Xong thang máy là đến phòng. Cũng như bao lần mình vô khách sạn là mình đều phải gõ cửa các bạn. Khóa lại ngoài. Rồi, mở cửa. Mời bạn theo chân mình nha. Bất ngờ. Wow. Ủa. Như cây vậy. Bạn nó đặt phòng, mình chưa biết phòng nó như thế nào luôn. Theo chân mình nhận, các bạn thấy không, thẻ từ đồng quan. Thôi thôi, đóng cửa lại luôn. Thẻ từ luôn nha. Rồi. Ủa, cái gì vậy? Đây. Tủ lạnh có luôn. Có tủ lạnh, có bia luôn. Có thọc tủ luôn. Có túi luôn. Có sẵn luôn, túi đồ luôn. Ồ mà quên này, túi đi của mình. Có tủ luôn. Trời ơi. Wow. Cũng chào chúc lắm nha. Đây. Đây. Rồi mỗi địa điểm mỗi khác nhau các bạn, nó có những cái cách khác nhau. Nên là không ai giống ai cả. Hoặc là khi mình nhàm chán quá mình sẽ đi có những địa điểm nó phiêu phiêu chút xíu. Rồi tủ có gương luôn. Trời ơi. Nói chung là mình đi mình trải nghiệm rồi xung quanh. Rồi. Và đặc biệt nữa đây là toilet. Ok chưa mọi người? Toilet rộng đó. Người view toilet. Có tắm luôn. Có khăn đầy đủ luôn. Máy sấy. Rồi, theo chân mình nha các bạn. Cái phòng, cái chỗ ở mình sẽ review sau nha. Bây giờ mình trước mắt là mình review cho các bạn là cái view. Cái view. Đó. Để mình mở chế độ này cho nó rõ. Đây, xung quanh đúng là Vịnh Mây nha, tại trong xuống dưới thung lũng. Có đường đi xuống luôn. Nói chung mỗi địa điểm là có mọi sự khác nhau. Có mỗi cái thiết kế khác nhau. Nhưng bên kia người ta cũng có hướng ra. Đây. Wow, ở đây nguy hiểm quá. Ở đây không khuyến khích con nít nha. Không khuyến khích con nít. Đây toilet là mình đóng cửa toilet lại cái đã. Rồi đến tiếp theo mình muốn review cho các bạn đó là không gian. Thì trước mắt mở lên là các bạn thấy không? Rồi giờ mình có thể mở ra ngoài ha.
Rồi. Còn mít trái cây miễn phí hay là tốn tiền đây? Thôi. Ui, có tivi luôn các bạn. Cái view chiêu chiêu chưa? Trời, lắc ơ thiệt tình luôn. À, có màn. Đầy đủ đầy đủ. Ừ. Đây. Các bạn thấy rõ ràng không? Người ta cũng option cũng làm cũng chiêu lắm. Đây, không gian giường, đèn ngủ, đèn trần. Biết tối nay có lạnh hay không? Này mình liên tưởng đến trong karaoke bánh trái gì đó. Đó. Bạn thấy chiêu chưa? Nói chung là mỗi mỗi địa điểm nó có mỗi cách khác nhau để người ta làm những cái view, chẳng hạn như người ta tận dụng cái này gọi là cái hành lang, người ta cái sân thượng, cái ở ngoài trời, cái hành lang người ta làm luôn cái giống như cái lều đó các bạn, nước vô uống có túi trà luôn đó, các bạn thấy không? Rồi bây giờ uống miếng nước cái đã. Thường mấy cái này là người ta sẽ làm ở trên những cái đồi, người ta làm chân móng xong rồi để đặt lên đó. Người ta sẽ thiết kế giống như homestay các bạn, để nó tiện lợi hơn, nó không cần các bạn phải cầu kỳ, các bạn xây dựng nhiều hoặc là các bạn còn này là các bạn giống như cái công á, giống trong các bạn cẩu đến là các bạn đặt xuống thôi, có đầy đủ tiện nghi trong đây thì đồ đạc các bạn bỏ vô, nói chung dễ dễ di chuyển, dễ thâu lát, thâu gấp không à, cũng hay. Một cái giống như cái nhà tạm á, chẳng hạn như là mình ở dưới quê mình, nếu mà mình dưới quê không cho xây dựng đi, không cho xây dựng nên mình làm vườn ao chuồng, mình gắn cái này vô mình ở cũng được các bạn, thiệt anh thấy hợp lý. Mà xong làm hai ba cái tôi khoét là quét cái đường ra, mở cái này nè, cái này mình không gắn mình nở ra mình đi thông qua cũng được. Nói chung này cũng chiêu lắm, nhất là những bạn nào dưới quê mà không cho xây dựng hay chỗ nào mà không cho xây dựng thì áp dụng cái này cũng lý tưởng. Rồi thôi mình sẽ tắm rửa nghỉ ngơi các bạn, rồi mình sẽ coi tiết mục tối nay như thế nào, rồi xong ngày mai mình sẽ đổ về lại thành phố Hồ Chí Minh, rồi ngày kia mình sẽ lên Nha Trang tiếp và mình sẽ qua Đà Lạt tiếp tục, và cuộc hành trình của mình liên tục để bổ túc ta lái cho nâng cao cho các bạn lái mới. Thì có nhiều trường hợp là bạn lái mới thì có nhiều cái sai sót lắm, nhiều sai sót lắm, nhiều khi cũng phải la dặn rồi, thì có nhiều cái bạn thì còn thiếu kinh nghiệm hay là cũng có còn thói quen của gọi là lái trong trường á, rồi đủ thứ lắm, còn nhiều cái sửa lắm. Thì đây mình vừa phối hợp, có nhiều anh chị em là kêu là thầy Toàn ơi, vừa phối hợp mà bổ túc ta lái và vừa giới thiệu review những cái quán ăn nào ngon, chỗ ở nào đẹp đó, thì mình review giá cái phòng này hình như là 400 các bạn, 400k cho hai người. À, và ba thầy trò này đặc biệt, ba thầy trò hôm nay là đặc biệt là đi qua Nha Trang ở 3 phòng. Phút quê là dư ra luôn à, rồi xong qua đây cũng ở 3 phòng riêng tư hết, mỗi người một ở phòng hết, có ai muốn làm công việc thì làm, rồi mỗi người có công việc riêng để kia, còn nếu mà ai mà đi với mình chẳng hạn như là hai thầy trò nam thì mình có thể ở một phòng này đỡ tiết kiệm hơn các bạn. Nói chung là đủ thứ lắm, học lái mà. À, ăn nhiều chứ ngủ bao nhiêu. Thì có mấy bạn là có chưa có kinh nghiệm muốn trải nghiệm đó,
trải nghiệm lái xe rồi xong có, mới có kinh nghiệm rồi chẳng hạn vừa vừa đi du lịch luôn, giống như mình hướng dẫn viên cho bạn, vừa luyện tập cho các bạn lái cứng, lái tốt và vừa hướng dẫn viên cho các bạn ở những cái địa điểm vui chơi, rồi sau này các bạn có thể chở gia đình các bạn đi lên chơi, nói chung nhiều lắm. Đợt sau mình sẽ ở lại dâu hôm tây và mình sẽ qua bên Nha Trang, mình ở lại cái địa điểm cũ. Nói chung ở ngoài Nha Trang nhiều địa điểm lắm, thì giá cả khác nhau. Có giá thì phòng 800, phòng 500, rồi phòng cao 1 triệu mấy, 2 triệu cũng có, tùy theo mỗi người thôi. Trải nghiệm nhưng thấy có nhiều cái trung bình là 500. Trung bình là 500 là đẹp. 800 là có phút thuê nha các bạn. Hôm nay chút xíu nữa mình nghỉ ngơi chút xíu bạn. Thôi. Tạm biệt cả nhà nha, chúc cả nhà có những trải nghiệm lái xe tốt, an toàn hơn, và đặc biệt mình sẽ cố gắng mình sẽ làm thêm những cái clip như thế này để tư vấn hay là để giới thiệu cho bạn những cái địa điểm các bạn cần lưu trú hay cần gia đình đi chơi hay là ở địa điểm nào tham quan du lịch các kiểu. Đó, nhiều lắm. Phú Quốc cũng có nữa, đầy đủ hết, bên mình có đầy đủ luôn. Mọi người nhớ đón xem nha, cả nhà nhớ cho mình like, lượt đăng ký kênh, bật chuông thông báo để đón xem những video clip mới. Đó, mình kết hợp giữa hai bên là vừa gọi là luyện lái và vừa kết hợp du lịch, những trải nghiệm cái phong phú của Việt Nam. Nhiều lắm bạn ơi. Rồi chứ kéo màn ra cũng nghiêng tư vậy, thiết kế ổn. Rồi xong xuôi. Đúng ra là cái này dán vô luôn, rồi này mới kéo lên nè. Đó. Các bạn này dán vô sát luôn á. Dán vô sát luôn, để chút xíu mình dán lại. Quạt này nọ. Rồi chắc gió lớn quá, mình sẽ dán luôn cho người ta. Chứ nào. Ai. Đó, vậy thôi. Đó. Dán. Đó. Ở đây các bạn mở ra vậy thôi, dây kéo nè, kéo lên thôi. Ở xung quanh chắc bên đây cũng có một cái bên đây cũng có một cái theo kiểu đó, theo phong cách đó, có tủ lạnh đầy đủ hết ha. Rồi tối nay lạnh à. Chắc bên đây cũng cái kiểu y chang luôn, y chang luôn, để mình coi quay lại cho bạn coi luôn nha. Rồi y chang luôn, không khác gì hết ha. Rồi chia anh kia có hay không nữa ha. Các bạn thấy không, này có mở YouTube luôn nha bạn. Thấy không, đang pha ấm trà để mình uống trà. Nói chung thì có cái này thì nó bung ra nè, này bắt dít vô luôn đi. Tối nay chắc vô lạnh luôn quá, gió thổi ghi nó bung nó hết dính rồi. Lâu lâu trải nghiệm. Còn mấy trên kia người ta ở trên cao, mình thì ở dưới thấp đi. Sẵn review bất động sản cho các bạn luôn nha. Sẵn review bất động sản cho các bạn luôn. Ở đây còn đất trống nhiều nè. Đây nữa nè. Có tiền mua đất đây nè. Có sẵn giường luôn. Đất còn nhiều các bạn, dưới đây đất còn nhiều đó nè. Tối nay biết có chồng lên đèn gì không. Đất này thì ổn nè. Đất còn nhiều nha.